xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Radio Số Đặc Biệt để chào mừng ngày 20 tháng 11. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay ngay bên cạnh Tùng Long đây đó chính là một người bạn vô cùng dễ thương, Phương Trinh. Xin chào các bạn, mình là Phương Trinh và ngày hôm nay mình rất vui khi được đồng hành cùng với Tùng Long trong Radio Số Đặc Biệt này. Các bạn thân mến, Ngày Nhà Giáo Việt Nam hàng năm là dịp để chúng ta tri ân những người thầy, người cô, những người dạy cho chúng ta bài học trong cuộc sống. Và hôm nay tại Bách Tường Phát thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau chia sẻ một chủ đề rất thú vị. Tùng Long có đoán được đấy là một chủ đề gì không nhỉ? Nếu mà về chủ đề thì ngày hôm nay là ngày 20 tháng 11 rồi, là Ngày Nhà Giáo Việt Nam này. Tùng Long nghĩ là chúng ta sẽ nói về những người thầy cô này, những bài học về giảng đường này. Tùng Long nói thế có đúng không hả Chính? Gần đúng rồi Long ạ. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là những bài học từ BTP Holding. Với chúng ta thì BTP Holding không chỉ là nơi làm việc và cống hiến mỗi ngày, mà nó còn là một mái nhà nơi cho chúng ta những bài học và dạy cho chúng ta cách vượt qua khó khăn và thử thách. Tùng Long có nghĩ như vậy không? Theo Tùng Long nghĩ thì bây giờ thì chúng ta cũng đã trưởng thành rồi, nhưng mà vẫn còn đang học mỗi ngày từ những người bạn này, từ những người sếp, từ những người anh, những người chị này, hay là những người bạn đồng nghiệp của chúng ta này. Họ cũng được coi là những người thầy trong một khía cạnh nào đó. Trinh cũng nghĩ như vậy. Và Trinh tin rằng các bạn đồng nghiệp đang lắng nghe radio này của chúng ta cũng đang cảm nhận giống chúng ta. Vì chúng ta đều được học rất nhiều bài học từ BTP Holding. Mỗi nhiệm vụ, mỗi khó khăn trong công việc lại là những bài học giá trị cho chúng ta cố gắng hơn mỗi ngày, đúng không nào? Vậy thì nhân ngày hôm nay, ngày 20 tháng 11, thay mặt cho những người làm chương trình, thay mặt cho các cán bộ nhân viên BTP Holding, thay mặt cho những người đang thực hiện công tác đào tạo tại tập đoàn mình, thì Trinh xin được gửi lời chúc sức khỏe và những lời cảm ơn chân thành nhất tới ban lãnh đạo tập đoàn, những người lái đò đã luôn định hướng và chia sẻ dẫn dắt con thuyền BTP từ những ngày đầu thành lập cho đến nay. Và bên cạnh đó thì xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới những người đã và đang thực hiện công tác đào tạo, bộ phận đào tạo và những giảng viên nội bộ. Anh Nguyễn Trung Toàn là người thầy ở nhiều lĩnh vực khác nhau của tập đoàn Bách Tường Phát, các anh chị quản lý khu vực kênh MS, các anh chị giám sát bán hàng kênh MT, anh Vũ Xuân Thành, trưởng phòng IND, anh Nguyễn Xuân Đức, trưởng phòng marketing, chị Nguyễn Thùy Linh, trưởng phòng chăm sóc khách hàng, bạn Vũ Minh Phương là trưởng nhóm CEO Online. Cảm ơn sự hỗ trợ của các anh chị đối với công tác đào tạo của tập đoàn Bách Tường Phát và xin được chúc cho các anh chị sẽ gặt hái được nhiều thành công trong nghề chia sẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với bài hát đầu tiên, đó chính là bài hát Sống Như Những Đóa Hoa. Và ý nghĩa của bài hát này đó chính là những đóa hoa sẽ chia sẻ những sắc hương của mình để làm đẹp cho đời. Những con người đã chia sẻ kiến thức, hiểu biết của mình để xây dựng con người. Và ngay bây giờ thì Tùng Long và Phương Trinh xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát này. Tôi từng mong đời trôi thật nhanh để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau, ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thời, sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ và đầy ắp ước mơ. Rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi.
xanh, cũng có loài hoa khoe sắc trên cành. Mỗi loài hoa, mỗi sắc hương, không là hoa của những buồn lo, tôi là hoa của những nụ cười. Cuộc sống của tôi yêu biết bao, dù rằng tôi vẫn biết rằng gian khó đang chờ, rằng nếu tôi bước tiếp con đường này sẽ không dễ dàng. Chẳng gì ngăn được tôi và những ước mơ này, vì tôi yêu yêu lắm cuộc đời và tôi tin vào con tim tôi. Và tôi sống như đóa hoa này, tôi ngã thương thương cho đời, sớm với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Và bài hát thứ hai là một sáng tác quen thuộc mà chúng ta đã nghe suốt một thời học sinh của mình, bài hát Bụi Phấn. Và đây là một món quà được gửi từ tập thể phòng thiết kế tới anh Nguyễn Trung Toàn, là phó phòng R&D, với lời nhắn: gọi anh là giáo sư vì anh luôn là người thầy, người anh cả và luôn luôn chia sẻ mọi hiểu biết của mình với trái tim của tuổi trẻ. Chúc anh sức khỏe và luôn bình an. Nghe sau đây, xin mời anh Toàn và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài hát Bụi Phấn trong tiếng hát của ca sĩ Đan Trường. Khi thầy viết bằng bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào vương trên tóc thầy. Em yêu phút giây này thầy em, tóc như bạc thêm, bạc thêm vì bụi phấn để cho em bài học hay. Mai sau lớn lên người làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào vương trên tóc thầy. Em yêu phút giây này thầy em, tóc như bạc thêm, bạc thêm vì bụi phấn để cho em bài học hay. Mai sau lớn lên người làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ
khi em tuổi còn thơ. Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm, bạc thêm vì bụi phấn để cho em bài học hay. Mai sau lớn lên người, làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Vừa rồi là những giai điệu xúc động, da diết của bài hát Bụi Phấn với hình ảnh người thầy rất đỗi thân quen. Và bây giờ, những kỷ niệm đẹp của thời học sinh cũng chợt ùa về trong tâm trí. Đã bao giờ Long mong muốn được một lần trở lại thời học sinh của mình để thêm một lần được sống trong những xúc cảm mộc mạc của tình bạn và tình thầy trò đã nuôi dưỡng chúng ta không? Ồ, có chứ. Long nghĩ rằng là ai trong chúng ta cũng lưu giữ những ký ức tươi đẹp nhất của thời học sinh và cũng không ít lần mà chúng ta ước một lần được trở lại. Và đó cũng chính là nội dung bài hát Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Và đây là một món quà âm nhạc được gửi từ anh Tạ Đăng An, phòng marketing, tới nữ MC chương trình ngày hôm nay. Wow, đó chính là bạn Phương Trinh của chúng ta, đến từ bộ phận đào tạo, với lời nhắn rằng, Trinh ơi, nghe lời nhắn này, chúc cô giáo Trinh luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cha cha, nếu thế thì ngay bây giờ xin mời Phương Trinh cùng tất cả các bạn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe giai điệu của bài hát Mong Ước Kỷ Niệm Xưa.
bằng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian chờ lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi và trong những kỷ niệm xưa. Ôi, một bài hát rất hay đúng không nào các bạn? Trinh cũng rất bất ngờ khi chính mình lại được nhận món quà này. Xin được gửi lời cảm ơn tới anh An nhiều nhé. Cảm ơn anh rất nhiều. Ôi, tuyệt vời chưa? Ngày hôm nay MC nữa có quà rồi nhá. Cậu đúng là một người rất là tuyệt vời trong chương trình ngày hôm nay đó. Nhưng mà Trinh ơi, bây giờ thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài hát gì nhỉ? Và các bạn thân mến, tiếp theo là món quà được gửi từ team tuyển dụng đào tạo tới anh Vũ Văn Dũng, giám đốc hành chính nhân sự của Bách Tường Phát, với lời nhắn: anh là người thầy, là sếp, là người anh cả và đôi khi là một người bạn tuyệt vời nhất của chúng em. Và ngay sau đây, xin mời anh Dũng và các bạn cùng đến với bài hát Qua Cơn Mê với tiếng hát của ca sĩ Duy Phương. Một mai qua cơn mê xa đơn đèn bông, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình giống trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thỏa lênh đênh. Sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Hay quá ha. Tình người sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vùi. Trường xưa vắng ta, nay ta lại về cùng theo lũ em học hành như xưa. Rồi đây sau cơn mê sông cạn lại thành dòng, suối về ngọt quê hương. Mười ngón tay em gầy vuốt cuộc tình thật đầy, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Xưa vắng ta, nay ta lại về cùng theo lũ em học hành như xưa.
rồi đây sau cơn mê sông cạn lại thành dòng suối về ngọn quê hương. Mười ngón tay em gầy vuốt cuộc tình thật đầy mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều trái yêu thương đầy cành hãy đem cho mọi người. Khi lá hoa thật nhiều trái yêu thương đầy cành hãy đem cho mọi người. Các bạn thân mến, trong khoảng thời gian đi làm thì thật vui khi chúng ta được biết đến những người đồng nghiệp vui tính và tốt bụng và luôn giúp đỡ mình trong công việc, đúng không nào? Và đó là một câu chuyện của bạn Đinh Thị Kiều Anh, phòng marketing, xin được gửi tới anh Tạ Đăng An, cũng cùng phòng marketing của mình, với lời nhắn rằng không có gì quý hơn một người bố đẹp trai, tình cảm và đầy trách nhiệm. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Đi Để Trở Về với tiếng hát của Sobin Hoàng Sơn. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài, suối thác vượt núi dốc, dù tranh vênh có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây thật dễ bên, sao mới gặp ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi, chào người bạn mới. Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời dạng người vẫn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về. Rất xa nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến qua. Giờ ngồi một mình lại thấy nhớ, ngày ngày mặt trời dạng người vẫn cao lên từng trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về. Xa xôi rộng lớn nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi. Điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn, không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình. Tình trạng dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày nay mặt trời dạng người vươn cao lên từng trên mái.
món quà âm nhạc cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay là một bài hát vô cùng ý nghĩa được gửi từ chị Nguyễn Thị Hằng, là quản lý khu vực, gửi tới ban lãnh đạo tập đoàn, anh Hoàng Minh Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị, và chị Phùng Thị Hải Vân, phó tổng giám đốc, với lời nhắn: xin cảm ơn anh chị đã dìu dắt em 16 năm nay, có quá nhiều bài học, quá nhiều tình cảm và những kỷ niệm. Anh chị vừa là người anh, người chị và cũng là người thầy em không bao giờ quên trong cuộc đời mình. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát Người Thầy kèm theo lời dẫn của cô Quỳnh Hương. Và bài hát sẽ kết thúc chương trình quà tặng âm nhạc của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chúc cho những người thầy, những người cô của Bách Tường Phát luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc tập thể cán bộ nhân viên sẽ phát huy tinh thần chia sẻ và cùng nhau phát triển mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại. Có một lần thật bất chợt, tôi được nghe một bài hát. Bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết, chân tình, giàu hình ảnh như một câu chuyện kể. Vẫn nhớ những khi trời mưa, vẫn chiếc áo vá sờn đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Ngỡ như đó là một tiếng vọng về từ nơi nào đó xa lắm. Tôi đã lắng nghe bài hát ấy với một chút cảm xúc lạ, một chút tò mò. Sao giữa dòng đời bươn chải bộn bề, cả âm nhạc và tâm hồn người cũng ngập chìm vào những lo toan, tính toán chuyện áo cơm, lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ, lại có những dòng nhạc thảnh thơi, nhẹ nhàng như thế. Âm nhạc làm ta gợi nhớ, có thể dẫn dắt ta về với những ký ức xa xưa. Bài hát đã làm được điều ấy. Tôi nghĩ đến những người thầy, những cô giáo ngày xưa của mình, những người nghiêm khắc, những người dịu hiền, những người đã khuất, những người đã đi xa, những người tôi thoáng được gặp lại, và cả những người tôi chưa một lần chợt nhớ trong cuộc sống khá nhiều lo toan của mình. Người thầy trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy thật bao dung. Ông vượt qua bao gian khó nhọc nhằn, luôn nặng lòng với cuộc sống, với những gương mặt học trò đã được bàn tay ông nâng niu dìu dắt. Tôi bỗng chợt nhớ đến lời của mẹ ru ngày nào: sang sông phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Tôi mong sao bài hát ấy sẽ đến được với mọi người, với những người thành đạt và cả những người vô danh, để ai cũng được tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc tinh khôi nhất của đời người. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trường, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy, rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi, chỉ trên phố dòng sông vắng bây giờ gió mưa, còn ai nhớ ai quên con đò xưa. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng sáng soi bước em trong trong cuộc đời, dẫu đêm hay sao trời đêm.
làm sao em đếm hết công ơn người thầy. Làm sao em đếm hết công ơn.